Bên cạnh việc tìm nhà đầu tư có đủ năng lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Lâm Đồng cũng quan tâm đến quản lý chặt chẽ khung giá bán và phân bổ cho đúng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang có 3 trên 12 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thiện thủ tục và bước đầu đi vào giai đoạn xây dựng để cân bằng được chi phí đầu tư và lợi nhuận, đồng thời hướng đến sức mua của đối tượng là công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội đã xác định được khung giá cơ bản ngay giai đoạn tìm hiểu tiếp cận dự án và cam kết thực hiện đúng khung giá khi hoàn thiện. Đáp ứng được cái tiêu chí mà có thể tối ưu được về cái chi phí đầu tư trong xây dựng để làm sao đấy đưa được cái mức giá mà cho người dân và những người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội, công nhân và người lao động tiếp cận được, thì đâu đó trong cái tính toán của nhà đầu tư thì muốn sở hữu được cái căn hộ nhà xã hội này thì khách hàng, những người lao động và công nhân sẽ đâu đó bỏ ra được khoảng 500 triệu và để thực hiện được cái nguyện vọng và mua được cái máy ấm mơ ước của mình. Ngoài việc nỗ lực tìm kiếm thu hút nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tỉnh Lâm Đồng còn quan tâm đến chất lượng công trình, các tiện ích an sinh của các dự án, nỗ lực đàm phán khung giá mở bán và sàng lọc đúng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu tính toán đề xuất về giá bán cho thuê mua của các căn hộ nhà ở xã hội với mức thu nhập bình quân của công nhân, người lao động, thông báo công khai rộng rãi, minh bạch để các cái đối tượng được thụ hưởng chính sách dễ dàng tiếp cận. Thì đây là cái việc chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Có thể các anh chị bảo là chủ tịch lo xa quá, đúng không? Nhưng cái việc này chúng ta phải chuẩn bị đúng đối tượng, đúng thành phần, không hề có cái chuyện trục lợi, tranh thủ, tuyệt đối. Cái việc nó nhẫn tâm đi dành cái miếng ăn, cái chỗ ở của cái người thu nhập thấp là cái việc tôi cho rằng là không ai chúng ta làm được. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã được chính phủ giao nhiệm vụ đến năm 2030 phải xây dựng được 2.235 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hướng tới việc an cư cho lực lượng lao động trong công cuộc phát triển bền vững về kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng.